Thành phố Hồ Chí Minh, 86 phạm nhân được giảm án, tha tù trước thời hạn. Hội đồng các cơ quan tố tụng tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới có 86 phạm nhân được giảm án, tha tù trước thời hạn có điều kiện. Trong 86 phạm nhân được giảm án có 24 người được giảm hết thời hạn tù. Cụ thể, trại tạm giam Chí Hòa có 46 phạm nhân được giảm án, trong đó có 11 người được giảm hết thời hạn tù. Các phạm nhân còn lại được giảm 3 đến 8 tháng tù. Trại tạm giam Bố Lá có 22 phạm nhân được giảm án, trong đó có 7 phạm nhân được giảm hết án. Các phạm nhân còn lại được giảm 3 đến 7 tháng tù. Cơ quan thi hành án hình sự thành phố Thủ Đức và các quận, huyện có 18 người được giảm án, trong đó 6 người được giảm hết thời hạn tù, 12 người còn lại được giảm 2 đến 6 tháng tù. Những phạm nhân được tha tù trước thời hạn này là những người đã có quá trình cải tạo tiến bộ thể hiện ở việc chấp hành tốt nội quy tại các trại giam trên. Họ đã tích cực học tập, lao động, có đủ thời gian xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên. Quyết định giảm án, tha tù trước thời hạn là thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội thật sự ăn năn hối cải. Đây cũng là động lực giúp các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù còn lại cố gắng noi theo để sớm được hưởng chính sách khoan hồng.